Không, em đang tập võ. Tỷ thấy không? Trời ơi. Nàng sữa chua hay vậy? Không có. Nàng tương ớt. Cài quá, cài quá. Cài. Ủa, nàng mất hay vậy? Không có. Đang hú qua. Đắng quá. Ê, trắng quá trời đắng. Ủa em, em đang đánh đàn hay vậy? Đâu có đâu. Em không có đánh đàn. Em đang ngủ. Em ơi. Em. Ủa, em ngủ rồi vậy? Đâu có đâu. Em đang chuẩn bị quýnh anh nè. Trời ơi. Cũng men nữa. Hả? Nhớ like và đăng ký ủng hộ Hi và Ni nha. Nhớ nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi mà hai đứa mình ra clip mới nha.